Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kỹ Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu các bác một mẫu gian Touring có ẩm sóc dòng cao cấp của dòng Random X2. Và trong thời gian vừa qua em giới thiệu các bác rất nhiều rồi. Và đây cũng là một trong những mẫu gian Touring của ẩm sóc so sánh với những dòng gian FXR 3005. Cũng là một trong những mẫu dòng gian cao cấp trong thời điểm hiện tại. Random X2 vừa cùng với là tông màu phiên bản màu bạc như lần trước. Và bây giờ xin mời nhà tổng tải chiếc xe. Vâng, đây là một mẫu dòng line vừa touring có ẩm sóc địa hình, có thể đi trong mọi địa hình phù hợp, đường đồi núi hoặc là đường trường đều đi được hết các bác nhá. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy X, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng chính hãng Gian. Và đây là một phiên bản Gian Ram Deep 2, số 2 đấy bác nhá. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về cái dòng Gian Ram Deep 2 này. Vẫn là cái tông màu nhũ bạc như lần trước em đã đánh giá. Tổng thể xe đánh giá từ 85 đến 90%. Lớp sơn còn vẫn là rất là đẹp đó nhá. Tuy có một vài vết xước nhỏ trên khung xe nó cũng không phải tránh khỏi vì trong quá trình sử dụng là xe đã qua sử dụng rồi. Nhưng mà tổng thể xe còn vẫn là rất là đẹp. Đây là một mẫu gian có giảm sóc của dòng gian Ram. Gian Ram Deep 2. Xe có size S. Chiều cao size S tích hợp các bác có 1m6 trên 1m7. Và cái dòng gian Ram này thì so với những dòng touring khác thì cái khung của nó, thiết kế khung của nó là nó dài hơn và cao hơn. Tuy là size S nhưng mà dòng touring thì so với những touring khác thì dòng touring này nó cao hơn, trên mét 7, mét 6 hoặc trên mét 7 đều đi được. Giá bình nước của nó chính hãng ra nó nhé, nguyên bản nó xe. Cổ phốt ghi đông của chính hãng của Gian. Đây là một mẫu xe lý tưởng cho các bác đi theo thích giảm sóc mà đi theo tay ngang của dòng touring. Tay lắng cao su chính hãng của Gian. Xe được trang bị với 9 tầng lip của Shimano Acera, rất là cao cấp không nhá. 9 tầng lip của dòng touring. Nó là dòng dòng sang dòng ngang địa hình rồi. Xe được trang bị với cặp phanh dầu Techo, rất là cao cấp. Phanh dầu cũng nhá, phanh dầu Techo. Cổ phốt ghi đông của chính hãng Gian. Và xe được trang bị với 3 tầng lip, 3 tầng đĩa. Đấy. Dòng touring mà trang bị 3 tầng đĩa cũng là dòng cao cấp rồi, của chính hãng của Shimano Ateza. Phanh dầu Techo, phanh dầu đằng sau. Tay lái tay lắm cao su đúc của chính hãng Gian này. Cầm rất là chắc và bền xe cũng nhá. Giảm sóc dầu chính hãng của Gian. Đây là thông số mã vạch của chính hãng xe của Gian đây. Meyer vành nguyên cặp chính hãng của Gian. Vành nhôm hai lớp. Rất là chắc chắn và bền luôn nhá. Rất là dày. Đây là vành nhôm hai lớp của dòng Gian đây. Đây cái là vành nhôm của dày hơn so với những cái vành khung vành khác của dòng touring vì là nó là kích thước lốp bản to hơn touring mà nhỏ hơn dòng địa hình. Đây, lốp của nó có thể nhìn rõ lốp đây. Lốp này có thể đi theo các mọi địa hình đồi núi. Lốp của chính hãng Gian luôn. Đây lốp của Gian. Lốp nguyên bản theo xe chính hãng của Gian. Kích thước lốp là 700 x 40 c. Thường thường thì dòng touring thì có kích thước lốp là 700 x 32 38 c. Thì đây là một mẫu bánh cao hơn để đi phù hợp với mọi địa hình, đồi núi hoặc đường trường là được hết các nhá. 700 x 40 c. Đây là một mẫu xe lý tưởng của bác đi dòng vừa địa hình vừa touring được. Đùi đĩa của Shimano chính hãng bản nó xe.
gạt đĩa của Shimano Acera chính hãng nguyên bản cho xe. Ghi đông cổng yên của gian chính hãng nguyên bản cho xe. Đây, đằng sau cũng có đèn nguyên bản này em vẫn để nguyên. Yên sau của xe đây, yên đây, yên da vẫn còn rất là mới, yên chính hãng của gian. Tất cả ghi đông cọc yên cổ phốt của xe đều là nhôm hết các nhá, chính hãng nguyên bản theo xe của gian, toàn bộ là nguyên một g, nguyên bản tất cả mọi đồ đạc trên xe là của gian chính hãng luôn. Xe được trang bị với củ đề Acera Shimano, đằng sau cũng trang bị cặp vành nguyên cặp của chính hãng gian, cũng là vành rất là dày các nhá, các bác đi thoải mái luôn. Cái vành này đi rất là dày, dày hơn so với kích thước lốp và vành cơ bản của dòng Tua Đinh khác. Lốp của gian 700x440c chính hãng nguyên bản cho xe, lốp và vành của chính hãng gian may ơ nguyên bản cho xe. Củ đề Shimano Acera, xe được trang bị với 9 tầng lip rất là cao cấp, 9 tầng lip chính hãng nguyên bản cho xe, 3 tầng đĩa so với nhiệt độ của xe 27 tốc độ. Vâng, và bây giờ em xin màn ảnh chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ em xin chi tiết hoạt động của xe đây. Lên lip, xe được trang bị với 9 tầng lip rất là cao cấp của Shimano Acera. Xuống lip, xích vào lip cũng rất là mới lắm nhá. Vâng, và xe được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Acera. Xuống đĩa, chuyển động rất là mượt mà và trơn tru. Đây là một mẫu dòng touring line địa hình lý tưởng cho các bác nào đi dòng các loại địa hình, dòng một mẫu dòng gian cao cấp của Tandoran X2 có giảm sóc. Vâng, và vừa em đánh giá tổng thể chiếc xe Tandoran X2 touring có giảm sóc và sẽ có giá rất tốt bên em là 7.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm chiếc xe đạp đến đăng ký theo kênh. Còn hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.